Rồi mình nói đi. Chào các bạn, mình có đồ chơi mới và thay đồ. Mình nói có 4 thay đồ. Green, white, red, yellow. Rồi có gì nữa? Có đồ chơi là ở dưới này là chí đồ bán đồ ăn nè. Mình cũng có đồng nè. Là trái cây bắt phơ. Rồi bắt đầu mấy bạn mình mở la nhiều ơi, cái này đồ làm. Chẩn này chứ vỏ. Cái vỏ để đi chợ phải không? Ăn này chứ rồi. Dạ. Cái gì? Cái đồ làm. Cái đồ tính tiền chứ. Cái đồ tính tiền. Ồ, đúng rồi. Còn gì trong đây nữa không? Còn nữa nè. Còn cái này là đồ. Ồ, phải gắn nó lên á. Cái này phải gắn nó lên nè. À, ở đây nè, nó nằm ở đây nè. Nằm đó là nó không biết. Chắc nằm ở đây nè, nằm đâu đó đó. À nằm đây. Ừ. Đúng rồi, à đúng rồi, gắn cái đó vô. Riri đi chợ hả con? Gắn đó vô, đúng rồi. Ừ, chị Hà giỏi quá chưa. Cho chả mi hà ghi đó phải để đây nha. Cái nào phải chơi chung với chị nha. Đúng rồi, con để nó đúng rồi, vậy được rồi, không có cần chặt, nó không có cần chặt. Để lấy ra nó vô, nó còn gì trong này nữa, lấy ra luôn đây coi. Có gì trong cái này nữa. Bowling. Cái cây đó là cái gì? Bowling á. À, bowling. Roller. Wow, thay đồ kìa. Cái này là mình bỏ vô nè. À. Lượm đây. Mày kéo chị lên. Lên đi em. Rồi. Giờ hai đứa chơi phải không? Ở trong đây. Ồ, cái này để ở đây nè, đó. Hướng nào ta? Đó, à, gắn chặt vô đây nè. Đó, để tính tiền. Banana. Đó mời với chuối. Ok rồi, thôi mấy cái thay đồ đâu. Rồi, đây nè. Okay. Chào các mấy bạn, mình chỉ chơi thôi. Rồi, hai đứa bò bò đi. Móng này nè là mấy cái đồ nghề nè, có rồi cái cây nữa, còn đây còn không? Hả đó hả? Okay. Hết rồi, mở này ra đi, mở này ra bên đây. Anh